Ok, và hiện tại mình đang làm lại cái nhiệm vụ cuối cùng của El Sueno. Tại vì lần trước á, là thậm chí là mình có làm hết nguyên cái game đi chăng nữa thì các bạn vẫn bị dính cái bad ending. Tại vì nó buộc của mình phải gặp được hai cái ending luôn, cho nên mặc dù là mình làm hết trước khi mà mình làm nhiệm vụ cuối á, thì mình vẫn dính cái bad ending cũng khá là tệ. Và lần này chúng ta sẽ làm thêm một cái ending nữa. Và ending này là các bạn nghĩ là ending tốt, tại nó kêu là mình hoàn thành 100% game rồi, nhưng mà muốn ra cái good ending hơn mình phải chơi lại một lần nữa. Ok, rồi mình sẽ mặc bộ của Ghost Recon Future Soldier với cái súng của The Division. Cái này là do là nó không có giảm thanh nên cho nên trước giờ mình không có xài nhiều, nhưng mà bây giờ là do là sắp bắt cà rồi cho nên mình sẽ sử dụng cái cây này. Ok, chúng ta vừa mới nói chuyện với Bowman xong, chúng ta sẽ đi làm luôn. Contact rebel hostiles. Chúng ta còn phải ra khỏi chỗ này gấp. Thôi là có cái xe ở đây. Cái vụ nãy giờ mình làm riết quen luôn rồi. Giờ mình chỉ cần nhớ đi theo cái đường mà nó chỉ là được rồi. Anh em ơi, má ước gì mình có cái tay cầm ở đây, thì nó sẽ lái dễ hơn rất là nhiều. Nói chung ta có cái tay cầm. Chúng ta còn bị vấn đề về thời gian nữa cho nên chúng ta phải nhanh hết sức có thể. Vô xe đi. Từ cái tập trước mình cũng đã thấy bất ngờ tại sao cái thằng này nó quạt phản bội rồi. Mình cũng không nghĩ là nó làm vậy. Mình giúp nó quá trời, nhưng mà từ các là bạn sau khi bạn hoàn thành cái game này nó vẫn không lấy lại cái quyền sử dụng cái rebel của bạn. Bạn vẫn gọi xe kiểu được. Chứ không có như mấy cái game khác, ví dụ như bạn làm cái gì đó như mafia, ví dụ như các bạn mà biết mấy con kia, biết mấy thằng kia nhiều quá, kiểu như bạn biết Vito hay là bạn biết ai đó nhiều quá thì những người khác, ví dụ nếu mà bạn không biết cái sau này nó bỏ bạn thì bạn đâu được sử dụng nó nữa, và sau này bạn buộc phải giết nó luôn, mà bạn giết nó rồi thì sau này bạn đâu có sử dụng dịch vụ đó được. Nó cũng hơi phiền mà cũng đúng, tại vì bạn đã bỏ thằng đó rồi cho nên sau này bạn đâu sử dụng dịch vụ đó nữa. Ở đó mình chơi phim Mafia 3 thì nó cũng có cái vấn đề tương tự như vậy. Chúng ta đang cần một xe khác với lại nếu có chuyện tham thì tiện với máy. Wow. Đi em ơi, làm gì nó khó khăn dữ vậy? Kệ như vậy mà còn có chiếc thang trên đầu nữa chứ. Cái đã thấy cái đường này khó đi vật là. Bình tĩnh em ơi, Mình thích cái xe này á, tại vì á là nó... Ôi, chúng ta có cái thang ở đây. Chúng ta có nên lấy nó không ta? No. Mình chưa muốn xe lật bây giờ đâu. Chúng ta còn phải đi nữa. Bắn hạ nó danh. Nghĩa là mình lấy cái xe này đi. Lần này em ơi, cái xe kia muốn hư rồi. Được cái xe này nó cho bò hơn tí nhưng mà bị cái lái khó hơn nhiều. Hầu như là cả ba lực lượng đều tấn công mình. Hết Unidad, Santa Blanca rồi tới giờ cái Rebel cũng không tha nữa. Rồi có cái xe này có nguyên cái súng máy. Quậy lên em ơi, quậy lên. Rồi có bay chưa ta? Văng sát luôn nha em. Văng con mẹ nó sát. Shoot on sight, gặp là bắn. Bốn hàng mình là bốn hàng châu Âu nhất trong cái game này đó. Ý xây mấy bộ. Nghĩ sao mấy bạn bắn mình vậy? Lúc đầu mình lên đây mình còn ái ngại, mình biết phải đi cái đường nào, nhưng mình nhớ là mình cứ đi qua cái này rồi. Dọn đường cho anh em đi ơi. Đúng rồi, phải vậy chứ. Dọn đường cho tao đi thôi. Cái này mày có chịu thằng ngon biết mấy hả? Đừng có kẹt em ơi. Đi qua được mà, đi qua được mà. Ráng đi, ráng đi. Rồi chứ mình nhớ mình đi qua được luôn chứ. Mẹ, căng gì bộ. Đừng nói đi bộ nha. Mẹ, căng thiệt. Đã thấy còn không đi qua được trời. Không nhảy quá được luôn, tốn thời gian vậy. Đi em ơi, đi. Chúng ta còn phải tới cái chỗ này càng nhanh càng sớm càng tốt. Ồ, cây này đam cao phết đấy chứ. Bắn một, hai ba viên là chết rồi. Cứu nhanh chứ không có thời gian đâu. Cứu. Nhanh, còn đứng nhanh nữa. Mẹ mấy thằng Ghost. Vãi mấy thanh niên đứng nhìn. Còn 4 phút rồi á. Mà lên đó nó còn đông nữa chứ. Đi, nhanh. Giờ nó có thấy mình cũng phải chạy lẻn của tụi nó thôi, sao giờ. Ê, mẹ, đâu ra thêm thằng nữa trời. À, cái khúc, cái đoạn này mình là cái đoạn bực mình nhất trong cái game này luôn. Nó địch nhiều quá, đâu cũng có. Còn 3 phút mấy không biết kịp nữa. Ôi trời, cái thấy cây súng này á. Ê. Nè, còn mấy nhìn thì gần đó, nhưng mà lúc mà lên nó kìa xa lắm. Chúng phải lẻn qua nguyên khu đó luôn. Chứ là nếu mà bạn nào unlock được cái cây súng gì của El Sueno bắn hơi bị đã. Lần này chúng ta có tiến bộ hơn lần trước ha. Ôi quá không thấy mẹ gì hết. Bắn đi anh em. Ủa mình thích cái cây này đó. Còn ai nữa không? Lên luôn. Mình sợ mấy hàng này chặn đường rồi, chúng ta còn có chút xíu nè. Rồi tới rồi, chúng ta còn chưa tới 2 phút rồi. Xong. Tới rồi, ngon quá anh em ơi. Tới rồi. Show us your fucking hands now. I would, but unfortunately my hands are full at the moment. Where is he? I want to see the big bad jefe. Put it down. As you wish. Adios, Senor Qatari. You have 5 seconds to get on your knees and interlace your fingers before I put a hollow point through your forehead. You're going to want to answer your phone, Officer Bowman. Hello? Sir? Yes. Yes, I don't understand. Sir... Sir, that is not possible. I am telling you that it's not... Please, I am asking you that you... Sir... Yes, I understand. Fuck! Bowman? Fuck you! Fuck! Bowman, what is it? Bowman? He got full immunity. He made a deal and he got... A deal with who? Who do you think? The DOJ! Hold on. You're not saying... He offered up the heads of 4 other cartels, plus 3 terror groups that traffic heroin. His competition. How is this possible? As I told you, if you have power, everything else follows. Now, if you don't mind, Senora Bowman, it seems that yesterday you were my adversary. Today you are nothing but my chauffeur. Take me to your supervisors. I'm sorry. NOC Karen Bowman, Plan Bolivia After Action Report. Officially, Operation Kingslayer was a success. The Santa Blanca drug cartel was dismantled, Unidad forces are severely weakened, and major shakeups are happening inside the Bolivian government. While the investigation into DEA agent Ricky Sandoval's murder continues, we're confident that those responsible have been neutralized. Most importantly, the man known as El Sueno is no more. He is now confidential informant number 38726B, and CI 38726B has been a veritable goldmine of intelligence. The Las Manas Muertas cartel accountant gunned down by the Mexican Marines last week? That was his. The El Saif terrorist cell arrested in Austria a month ago? Him too. Those Corsican mafia gunrunners taken down in West Africa? All thanks to the snitch formerly known as El Sueno. The deal is, as long as he provides us with actionable intel, we let him keep breathing that fresh, freedom-filled air. Obviously, he's not ratting out his friends. These are all rival groups encroaching on his business. But, as the old adage goes, the enemy of my enemy is still a fucking enemy. And what does he get in return? Aside from the elimination of anyone standing in his way? A luxurious 3-bedroom condo in Pinecrest, Florida, along with free meals, a $50 per diem, and unlimited pay-per-view. All at the expense of our noble taxpayers. Of course, freedom is a malleable term. Thus, his room and board comes with 24-hour surveillance, live-in guards, and cameras in every room. Ever wonder how a former drug lord takes a shit? Trust me on this, it's not nearly as exciting as you'd think. And since most of the shit I say gets redacted anyway, I might as well give you a glimpse into my crystal ball. And won't last. Eventually, he's gonna run out of targets. And then what? No way CIA is putting up the money for a lifetime membership in WITSEC. Best case scenario, Mexico finally files their extradition papers and he ends up in prison for about a week before he disappears into the back of a suspiciously unattended laundry truck. Worst case, we just cut him loose. Maybe he spends a few weeks vacationing in the darkest corners of Eastern Europe before making his way down to El Salvador. Starts up a new cartel, calls it El Renacimiento. The Rebirth. Spends 10 times more on security forces this go-round, then makes his way into Peru and takes over the coca trade there. But now, he doubles down. Meth manufacturing. Heroin from the Middle East. MDMA, bath salt, steroids. If someone wants to swallow it, snort it, smoke it, or inject it, he'll make it, move it, and market it. Except guess the fuck what? I will be right there, waiting for him. Me? And my friends. Those operators, the ones who can't be seen, can't be heard, and can't possibly exist, yet somehow still manage to haunt your dreams. Bowman out. Coi cái cutscene vậy mới đúng nghĩa ngầu lòi á, mà đúng nghĩa ghost rồi, đúng nghĩa ghost luôn á. Còn chứ cái bad ending nó vừa rồi cái tập trước thì nó hơi khá là phiền, tại vì mình cũng nghĩ là tụi mình cứ nghĩ chắc nó ra good ending luôn, nhưng mà ai ngờ cuối cùng nó vẫn ra cái bad ending như thường. Mình cũng không hiểu nữa. Cái xong nó bắt vô mình chơi lại nó cũng ra cái good ending rồi, nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc tại đây đâu. Và chúng ta còn một đối tượng để bắt nữa. Mình sẽ quay luôn đi bây giờ. Intel on this guy is sketchy at best. The cartel and the Bolivians call him El Comandante. Age unknown, birthplace unknown, real name unknown. An officer in Unidad, Bolivia's military police, El Comandante made a name for himself hunting down rebels. The rebels had something of a foothold in Media Luna until El Comandante and Unidad arrived in force. It was a slaughter. Rumor has it our boy personally took a few scalps as souvenirs. On paper, he's a lieutenant colonel. In reality, he wields the kind of authority reserved for legends. And he's been using that authority to put Unidad to work for Santa Blanca. But the way he's been insinuating Unidad into the cartel's operation should make Sueno worry. If it were up to him, Sueno wouldn't work with anyone from Unidad. His problem is the rebels. You can't fight what you don't know. And if there's one thing El Comandante knows, it's the rebels. Without him, Media Luna would be in rebel-controlled territory. Like all good frenemies, Sueno keeps a close eye on El Comandante, careful never to let down his guard. Và mọi chuyện cũng chưa kết thúc ngay tại đây đâu, và chúng ta có thêm một cái đối tượng mới nữa. Cái thằng này mình vừa mới nhận được cái email bên Ubisoft Club là chúng ta unlock được một cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ ngoài phải. Thì nó chỉ vừa mới đến thôi, và mình unlock nó qua cái bên Ubisoft Club, và chúng ta có thể bằng nói là El Comandante. Cái này mình không biết là chúng ta sẽ có nó vào lúc hoàn thành hết game, hay là chúng ta có bạn nào chơi mà sẽ có cái này vào cái thằng này vào nửa game hay không. Nhưng mà bây giờ nó mới xuất hiện, bây giờ mình mới quay cái thằng này. Chúng ta có 3 cái nhiệm vụ, hiện tại chúng ta vẫn nói đi đánh cái này để chúng ta có cái intel, thì chúng ta mới đi tìm cái major intel, chúng ta mới biết hay nhiệm vụ cuối, mình nghĩ là vậy. Thì thằng này nhìn cũng khá là ngầu ấy. Nãy mình mới để cutscene xong, và để coi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thằng này. Và lần này chúng ta sẽ sử dụng cái shotgun của El Sueno. Nhưng tại đây cái cây shotgun mà chúng ta đã có cái nòng giảm thanh, bắn cũng khá là đã, bắn ngon, khá là ngon. Nhưng mình sẽ sử dụng cái này và cây như cũ. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đi vô trong luôn. Rồi cái chỗ này nó cũng mình đi mới tới cũng khá là gần. Thì chúng ta phải tìm cái đường vô, mình cũng không rõ cái đường vô nó nằm ở đâu. Everybody hold up, we got hostiles in the area. We got a couple of fronts here. Where you got them? By the side. Đây. Oh. Có 2 thằng của nó đỡ, hai đó mình chắc mình xử lý. Mình sẽ để cho Ghost xử lý mấy thằng này. Một đống luôn. Chúng ta sẽ tra khảo thằng này. Ok. Nói chung là chúng ta chơi tiết kiệm thời gian tí, đợi cho nó xử lý. Nó trốn đâu nữa ta? Chúng đây có ai không? Sao mình không thấy ai, trong khi mình thấy cứ sáng. Một thằng, hai thằng, một bầy còn có cái đồ của nó nữa. Bây giờ một bé đi, hai bé nè. Target acquired. Roger, target acquired. Với bắn bé nào nữa ta? Để cho thằng này đi qua đây đi. Sao mấy này di chuyển qua đó ta? Say the word. Là mình để cho mấy hàng nào mà không bị phát hiện á, thì mình sẽ bắn nó trước. Thằng này mình nghĩ chắc nó không để ý đâu ha. Này sniper rồi. Để mà khoan. Targets confirmed. Ready to assault. Target acquired. Ready. Call the shot. Để coi thằng này nó đi hướng nào. That's one death. Hồi mới vẫn chưa phát hiện. Ừ, nhưng mà nó đi xuống, nó đi xuống. Ngay đúng cái chỗ kia luôn mới ghê chứ. Wow. Nó ngồi vô đó sao mình thấy vậy ta? Di chuyển rồi. Dính luôn, ngon, quá đẹp. Mình check cam lại cái này. Roger that, target marked. Chỉ sợ tụi này phát hiện thôi. Nhưng không sao, chúng ta đã quá quen với việc này. Target marked. Ê, khoan. Tự nhiên có hai thằng bên trong một quên để ý hai này. In position, target's marked. Just say the word. Copy. Target marked. I don't have a shot. Thế là mình bắn cái mấy thằng bên ngoài trước ta. 1, 2 này đi. Còn 3 này để mình xử lý cùng lúc luôn. Nó vẫn chưa thấy, Ôi chết mẹ, đâu ra thêm thằng nữa vậy? Nhưng nó vẫn chưa biết mình ở đâu, nó chỉ mới đang nghi ngờ thôi. Chúng ta vẫn cứ bình tĩnh. Tiếp nào. Một, hai, ba. Chạy ra ngoài, tới ngoài đây luôn mới ghê chứ. 1, 2, 3, chết quá đẹp. Ai bị chạy ra ngoài chi? Ôi thanh niên chạy rồi. Có sniper. Tới lúc sử dụng ôi. Ê, trời má. Còn thằng bên kia nữa chứ. Không ngờ luôn. Damn, that was close. Phải chặn cái thằng này lại đó. Bắn chết không chạy nữa. Ơi thanh niên. Chúng ta tra thảo đi, chúng ta sẽ bắn cái đám này sâu đi. Đi trong nhà cái đây. Để Ghost, mấy thằng Ghost xử lý đó đi. Nói đi Vy, nhanh đi. Mình cứ sợ là thằng này nó chạy ra ngoài thôi. El Comandante. Bắn đi ông nội. Ông hôn xài nữ đứng nhìn hoài luôn ấy. Đấy, khó. Rồi chúng ta ra xử lý thôi. Để thử shotgun ơi. Đã. Hết bài luôn. Chúng ta lấy cái gì đây? Như phụ kiện nè, để mình lấy cái này. Ok, ngon. Mình thấy cái cây này kìa, cái nó có giảm thanh khá là ngon. Rồi, cái cục kia rồi. Ủa. À, nó trên đây hả? Chúng ta có nhiệm vụ mới rồi. Ok, đi, chúng ta nên đi tiếp nè. Ok, và vô tình cái nhiệm vụ chúng ta nó nằm tiếp theo ngay cái chỗ hồi nãy chúng ta vừa bắn luôn. Nhưng mà mình vừa mới reset lại để chúng ta có thể đi dễ hơn một tí. Rồi lên đây mình sẽ lên đây cái này. Ok, chúng ta sẽ dùng drone. An Unidad patrol's approaching. Đợi cho nó dừng cái đây. Oh crap. Escort vehicle destroyed. Engage. Đó, quá đẹp. Xe này bị dừng rồi. Xuống mày. Nghĩ mày để đâu? Rồ ga chi cho mệt vậy bạn. Rồ ga chi cho mệt vậy bạn. Tao cứu mày mọi người, xe ngồi lại đi mày. Lấy xe này đi luôn đi, xe này ngon mà, chúng ta chưa bắn gì mà. À chơi, chúng ta vô không biểu hiện luôn. Quá hay, quá nhanh, quá nguy hiểm. Too fast, too furious. Ngồi chửi hoài thanh niên, ta vừa mới cứu mày đó thanh niên. Cho một tí gì đó coi, gọi là cảm xúc coi, hoặc là biết ơn tí coi. Đó, nó ngồi chửi mình hoài luôn. Gặp mấy anh này nó kiểu như ăn trái đá bát vào lờ luôn, vừa mới giúp xong mà ngồi chửi mình nữa. Chứ mày muốn đi tù chung với nó hình như nó đi tù của thằng El Comandante hay sao á. Oh shit man. Cái này là boss của thằng Unidad. Đúng ở khu này Unidad không. Tôi phải cẩn thận lắm luôn á. Không những outbox mà xe tụi nó nữa. Đi ngang qua cái là nghi ngờ liền. Tại nó kêu cái khu mà Media Luna là khu của chật kín Unidad luôn. Bởi vì cái chỗ trụ sở chính gì của Unidad vậy á. Ừ. Nhưng mà để coi như thế nào đã. À, nhiệm vụ này làm quá điệu lệ. Hơn là có cái xe này nó chặn xuống trước nữa chứ. Đẹp, chặn đẹp luôn chứ. Mấy nào di chuyển đâu được đâu, cho nó kết hoạt cái EMP cái đứng luôn. Xuống em ơi. Tới rồi, Uber tới rồi. Uber tới rồi. Đi mày. Số. Đó, tao giết cả El Sueno luôn mà có mình mày thì chưa làm xong mà thấy quái nào. Interrogate à? Ủa sao phải trả khảo người ta đây ta? Chắc là để tránh mấy thằng kia à? À có nghĩa là thằng này của cartel băng đảng. Tụi nó tính bên tụi kia nó tính ăn kiểu như là phản bội bên cartel, tại vì tụi nó nhận tiền bên cartel nhưng mà tụi nó tính đánh cartel nữa. Chơi sao không được, chúng ta chỉ cần ra khỏi chỗ này thôi. Trước khi đi là lấy vài cái. Rồi ok, chúng ta đi ra khỏi được rồi đó. Ồ, 250 luôn, chơi vậy bộ. Chỉ cần ra khỏi chỗ này là ngon rồi. Yeah, we good man. Tôi coi cái bản đồ nó đi xa đâu ta. Tại thấy mình đi lên núi luôn. Ồ, như đó. Mình không muốn gây sự ngay bây giờ tại vì má riết giờ nó muốn mình bò luôn hay sao ấy. Back it up, back it up. Đi ông nội. Dừng lại hoài. Ok, chúng ta an toàn rồi. Ra khỏi chỗ này đi. Tự nhiên đi có thằng Unidad nhìn hoài luôn. Thấy mình cầm súng cho nên nó xoắn. Quá đẹp. Looks like the cartel's going after El Comandante. You got a location for us? I'm pushing. Cái mình thấy cái bộ này bộ ngầu với trong cái game này luôn chứ. I want to know who this fucker is once you've taken him down. Get me a clear picture of El Comandante's face and upload it so I can get an ID. Copy that. We'll try to keep him pretty for you. Okay, đó. Kill El Comandante rồi, cái nhiệm vụ chính rồi đó. Mình thích rồi đó. Bên bà Bowman bà nói là chúng ta sẽ đi giết cái ông này và đổ thừa cho bên của El Sueno. cũng tính tới chuyện đổ thừa luôn mới ghê. We got one last message to send. Let's move. Tụi phải giết hàng nó mà chưa gì vô rồi bị tụi Santa Blanca tới tấn công Unidad. Chúng ta nên giết tụi Unidad hay là tụi Santa Blanca nó không rõ. Nhìn đã mấy bộ, đánh chung cho vui. Tụi nó đang đánh Unidad rồi. Bị jam mới ghê chứ. Luôn coi cái cục nó nằm đâu. Ý là nó jam nhưng mà bạn vẫn thấy được sơ sơ gì các bạn mà không, chỉ là không spot được thôi. Chúng ta chỉ cần biết cái jam nó nằm ở đâu rồi chúng ta sẽ vô phá luôn. Không cái này. Đây. Mà ngay giữa luôn mới ghê chứ. Vấn đề là giờ sao chúng ta vô nếu mà chúng ta dùng ba cái này. Thiết nghĩ có nên giảm thanh không? Một con sniper nữa. Ok, ngon. Mày nó ăn cái giống gì chạy ra chạy vô vậy? Rồi giờ không những vậy mà còn phải vô cái khu này chỉ để tìm một thằng. Này chạy ra. Mình thích cái này rồi đó. Im lặng tuyệt đối. Đấy. Ném nữa bị phát hiện nha bộ. Đúng rồi. Đúc cái đầu lên. Nhìn tao hả mày? Chúng ta còn phải vô cái chỗ nào trống một tí rồi chúng ta sẽ đi tìm cái ông đó. Vô mấy cái trang trại này ngồi đỡ đi. Rồi chúng ta sẽ thả trôn. Quên. Cái chỗ này nó chặn trôn nè. Quên. Đi phá rồi. Ôi dân chơi. Mắt nó như mắt thần vậy ta. Mới giờ mình vô nguyên cái ổ luôn rồi, chết mẹ rồi. Má giờ mình vô nguyên cái ổ rồi. Ê mẹ. Hay lắm. Tụi nó giờ tụi nó biết mình ở đây, nó vô nguyên ổ đây nó thăm dò hoài luôn. Identify body. Ủa. Giết. Ê, mình vừa mới giết hay sao á? Là nó làm gục luôn kìa. Nhưng mà chúng ta phải xác định là phải ổn không đã. Damn, that was close. Hey. Ôi, thế nghĩa là nên dùng cái súng khác tại vì cái này bắn gần thôi à. Mà cái tụi này nó đang loạn nó hết trơn rồi. Là mình sẽ chơi cái cây của The Division đi. Ôi, sniper. Ôi má ơi. Nói về chúng ta kích động tụi này rồi. Vui quá anh em ơi, tới đây. Ê, chết mẹ, lộn súng rồi. Một bé nè, hai bé nè, có xe tới nữa kìa. Ồ. Một bé tới nữa nè. Oh, wow, wow. Bé nào tới nữa. Di chuyển, ù quá, đỡ được luôn. Di chuyển hả bộ? Ôi ôi ôi, no 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 no. Súng mày ngon còn súng tao không? Ủa nó ra đông vậy? Ôi ôi. Guys ready? Fire. Ôi 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 ôi. Nó chỉ nhận diện cái xác thôi một, sao khó vậy? Phải không ta? Bowman, we've got that photo you wanted of El Comandante's face. Sending it now. His name's Miguel de los Monteros. His father's a defense minister in La Paz. Nãy giờ mình kích động nguyên một cái khu này luôn. Không phải nguyên khu, nguyên một cái đất nước luôn. 4 thằng mà chơi nguyên cái quân đội. Hay lắm. Nhiều lúc nó hay cũng hơi vô lý nhưng mà thấy mình cũng over tới quân đội thế nào. Sống, khó. Mình mong cái game này, cái nhiệm vụ này nó khó hơn một tí nhưng mà thấy cũng không có nó nào ấy. Riêng mà vô đây vô như cơm bữa vậy. Cái súng này bắn đã quá. Quá đẹp. Đó, đi ra đi vô giống như là quán xá vậy. Ok, chúng ta đi ra khỏi chỗ này thôi. Xong vụ rồi. Lost luôn, quá đẹp. Không biết trong này có cái gì không ta? Có súng nè. Có điểm kinh nghiệm nè. Skill boy nè. Ok. Và hết nhiệm vụ rồi. Chúng ta với sòng xong hết luôn. Giờ cái khúc này mình làm tới 115%. Đó, quá đẹp. 115%. Bên này cũng 115 tại có bà Placabra bên ngoài. Không biết hai bên này nó còn hai nhiệm vụ nữa không ta? Tại giờ mình có hai cái mảng là 115% rồi đó. Ok. Chúng ta chính thức xong hết game. Không còn gì để chơi nữa. Thậm chí là cả bad ending mình cũng quay luôn rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Nếu như chúng ta có DLC, mình sẽ quay tiếp tại mình khá là thích cái game này. Ok và bye bye.